Kính chào quý khách hàng. Sau thời gian buôn bán các cái dòng sản phẩm MicroSure có dây chính hãng xịn nha mọi người, thì bên em nhận thấy rằng đây là cái model mà được rất là nhiều khách hàng yêu thích, cũng như là bên em bán cái số lượng con này là nhiều nhất ở đây luôn nha mọi người. Dưới cái con Sure Beta 58A này nó sẽ có cái model là SM58 và BGA58. Nhưng mà cái hai model đó thì lại em thấy khách hàng người ta ít có chuộng, mà người ta lại chuộng cái model này. Thì cái model này nó có cái gì hay? Đặc điểm của nó là cái dòng này tiếng của nó sẽ là sắc nét hơn SM58. Và con này mình muốn hát dày tiếng thì mình kê cái đầu mic nó sát miệng của mình thì nó sẽ dày tiếng. Còn mình kéo nó xa, xa miệng mình thì nó sẽ bớt dày lại. Đó thì mình có thể điều chỉnh cái độ dày của cái tiếng ca của mình. Thì cái con này nó có cái tính năng nó gọi là proximity effect. Thì cái tính năng em vừa mới chia sẻ với mọi người á, chỉ có con này nó mới có nha mọi người ha. Thì cao cấp hơn thằng Sure Beta 58 này thì nó sẽ có Beta 87. Nhưng mà cái dòng này rất là khó chịu nha mọi người. Con này nè, nó mắc tiền hơn nhưng mà nó khó chịu hơn. Con này thì cái tiếng của nó thiên về cái độ chi tiết, có nghĩa là những dải treble cao, li ti, lách tách nghe rất là rõ. Nhưng mà cái dải bass của nó thì em thấy nó khó chịu và nó không đã bằng cái con này. Thì cũng tùy gu người, tùy ghi người thích ha mọi người ha. Nhiều khi mình thấy cái con này rẻ tiền con này mà mình nói con này hát đã hơn thì nó cũng hơi kỳ, đúng không mọi người? Thì đối với Sure Beta 58 này á, thì nó thuộc loại là Dynamic. Dynamic là vậy nè. Dynamic là y chang như vậy. Là bên trong á, cái cấu tạo của nó sẽ là cái cuộn dây. Nó như cái loa của mình á, thì mình chỉ cần cắm micro. Đó, mình cắm dây nè. Đầu Neutrik Canon ha mọi người ha, gọi Canon cho nó dễ. Còn đầu bên này thì mình có thể sử dụng đầu 6 ly hoặc là đầu Canon đực cũng được. Chơi mixer thì mình sẽ chơi Canon đực, còn chơi vang số hoặc là chơi âm ly thì mình sẽ chơi như vậy là ok. Thì một set như vậy nè, một set là bao gồm một cái tai mic và một cái dây như vậy. Bên em đang bán là 5,1 triệu. Thì cái sợi dây rời như vậy nè mọi người, bên em đang bán lẻ cho khách là 580.000. Thì cái dây như vậy á, là bao gồm cái rắc Neutrik xịn nha, chứ không phải là hàng chợ đâu nha mọi người. Đây là đầu Neutrik chính hãng. Thứ nhất, thứ hai là cái rắc Canon như vậy nè, cũng là đầu Neutrik chính hãng. Bên em á, là âm thanh 6 trí tâm, là đại lý ủy quyền cho các cái sản phẩm của Neutrik. Và dây là dây Van Damme chính hiệu ha. Riêng cái dây như vậy thì mọi người có thể mua lẻ tùy ý, tùy thích, muốn dài bao nhiêu cũng được, dài hơn xíu cũng được, ngắn hơn xíu cũng được. Cái dây chuẩn em bán cho khách á, thì là 5m. Một set là bao gồm một tai mic và một cái sợi dây như vậy là 5,1 triệu. Là rẻ hay mắc mọi người? Rẻ hay mắc là tùy người thích ha. Cái con này á, thì bữa trước em có lắp một cái con vang số DBS 800 Plus cho anh Quang ở Tân Bình, ngay cái E-Town mọi người, qua cái E-Town là tới. Thì em có đăng lên TikTok các mọi người, em đăng mới có 2 ngày là cái số lượng lượt xem là đâu đó là hơn 140.000. Ý ghê mọi người. Đa phần người ta xem xong rồi người ta lầm tưởng, người ta tưởng là hát nhép. Bởi vì sao? Bởi vì khách hát hay quá mọi người. Khách hát hay á, là do cơ địa của khách. Có nghĩa là bẩm sinh khách hát hay là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là do cái con micro nó sẽ thu tiếng rất là rõ và y như thật. Thì những cái dòng Sure thì như em đã giới thiệu cho mọi người trên kênh của bên em á, thì bên em đã bán cũng rất là lâu, cũng như là test các kiểu thể loại. Khách đến đây hát cũng có, tụi em hát cũng có, đến nhà khách hát cũng có, rồi đến nhà khách set up rồi bán đồ cho khách hát cũng có, các thể loại đều có ha mọi người ha. Thì nhân tiện thì em cũng up lại cái đoạn video đó, mọi người nghe xem coi có giống ca sĩ Tuấn Vũ hát hay không nha mọi người. Mình đeo tai nghe vô mình để mình thả hồn theo cái bài hát, rồi mình xem coi cái con Sure này có đáng chơi hay không nha mọi người ha. Sure Beta 58A, cái gì rẻ rề chứ mấy, nguyên set gì chỉ có 5,1 triệu nha mọi người, 5,1 triệu đồng. Thì giá tại thời điểm hiện tại ngày hôm nay tháng 8 năm 2023. Còn sau đó thì tới đâu hay tới đó nha mọi người ha. Chia sẻ với mọi người á, Sure Beta 58 á, nó là sản xuất tại China nha mọi người. Hàng chính hãng được phân phối bởi Tiến Ngọc, là Made in China đây nè. Đây nè, chào bá lửa Made in China nè mọi người. Em sẽ zoom to lên ha. Đây, Made in China mọi người thấy không? Chứ không có Mexico ha. Còn ai có Mexico thì cả anh ta, em không biết nha mọi người ha. Mình chỉ biết hàng của mình thôi. Rồi, đeo tai nghe để cảm nhận là thấy phê cho một like nha mọi người nha. Thì đó nghe tiếng hò của đồng người phương xa, em hãy ngước mắt lên vui nhìn trời xanh.
riêng có.